Nè mở ra coi thử coi. Cái gì mà xanh dờn dài thòn ở trong này vậy con? Hả con rắn mẹ ơi. Con con cá của con nó bị rớt dưới nước kìa, coi lụm giùm con với. Được rồi, đứng đây đi để coi lụm giùm cho nghe. Cuối cùng thưa mẹ con mới về. Mẹ ơi hôm nay con có quà tặng mẹ 20 tháng 10 nè. Hả? Hôm nay mẹ có quà nữa hả? Đâu lại cho mẹ coi thử hả con? Con để ở trong cặp nè, mẹ đợi một tí con đi rửa mặt cái con ra nghe mẹ. Quà của Hoàng đó mẹ ơi, đâu hay mẹ, con mừng xuống mở ra coi thử coi. Để mẹ mở ra coi thử coi. Cái gì mà xanh dờn dài thòn ở trong này vậy con? Hả? Con rắn mẹ ơi. Thôi thôi thấy ghê quá, bỏ đi con ơi. Coi trong này còn cái gì nữa nè. Hả? Cái này cái bánh bao hả? Cái này là bánh bao lùi tươi, nó không ai bánh bao thiệt đâu. Cái này không phải quà của mẹ đâu. Lục nãy giờ mà chưa thấy quà của mẹ nữa, đâu lục lại thêm lần nữa coi. Có cái con gì ở trong này vậy ta? Hả? Con chuột sợ quá, chạy thôi con ơi. Mẹ ơi, cái gì mà mẹ la như vậy mẹ? Con tặng quà cho mẹ gì mà toàn là gắn với chuột không vậy? Cái đó không phải của mẹ đâu, của mẹ là cái này nè. Thì ra là bức tranh hoàng kim tự tô màu và viết chữ nữa nè các bạn ơi. Các bạn ơi, mình bị mất con cá vàng rồi. Các bạn hãy đăng ký để giúp mình có thêm sức mạnh tìm lại bạn cá nha. Nhà điên rồi, đi hấp vậy. Chị đi chơi công viên này mà chị bị lạc mất con cá của chị rồi. Đúng vậy, mẹ hiện hàng nhiệm nghĩa tìm cá giúp đỡ. Hai đêm mừng đi hơn. Ủa hai đứa làm cái gì ở đây vậy con? Tôi ơi con cá của con nó bị rớt dưới nước kìa, coi lụm giùm con với. Được rồi, đứng đây đi để coi lụm giùm cho nghe. Cuối cùng nhà thiên thần và bà cô mình đã tìm được bạn cá rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.